Bây giờ là 3 giờ chiều ngày 17 tháng 12 năm 2018. Hiện tại trên màn hình quý vị đây, chúng tôi xin giới thiệu một bộ ghế Tân Thủy Hoàng, gỗ Hương Vân, của một anh khách hàng là anh Cường ở bên huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Thì hôm trước anh đã đến đồ gỗ Cường 8 là ký duyệt mộc bộ này rồi, còn hôm nay thì chúng tôi đang hoàn thiện những khâu cuối cùng mà chuẩn bị sơn PU để hoàn thiện sơn cho anh Cường. Ngày mai sẽ chuyển cho anh Cường. Bây giờ tôi sẽ quay một video trước khi là sơn PU đây cho quý vị khán giả cùng anh Cường cùng xem. Vân gỗ bộ này rất là đẹp. Vân hoàn toàn tự nhiên. Ánh sáng nó hơi lóe là sẽ hơi khó quan sát. Đây là đôn, chiếc đôn nhỏ ngồi. Đây là đôn trà. Đây là chiếc ghế văng dài. Tổng thể của chiếc ghế văng dài. Cái bộ ghế Tân Thủy Hoàng thì tất cả được tạo thành đều là tất cả là những đường cong hết, từ cánh tay rồi thì đến chân ghế đều là những cái đường cong rất là mềm mại và bền chuyển đấy. Từ chân ghế đến tay ghế, cột ghế, cả vách ghế nữa đều là những cái đường cong rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Còn vân gỗ thì hoàn toàn tự nhiên. Mặt ghế là liền tấm. Những đường nét chạm trổ thì vô cùng sắc nét. Giờ tôi sẽ quay phía bên này là chiếc bàn và hai chiếc ghế con. Cho mọi người chiêm ngưỡng sắc vân của bộ này. Vẫn rất đẹp. Đây, video tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở sản xuất của chúng tôi. Đây là trong phòng phun sơn. Mọi người mà ai có nhu cầu muốn sở hữu bộ này thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình đấy. 0987510806 hoặc là truy cập vào website đogotung8.com. Mọi người xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để sẽ để xem được những video mới nhất của tôi nhé. Xin cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.